Nói chung trong freelancer nó có 3 cái cấp độ. Cấp độ 1 người ta gọi là freelancer cá nhân. Cái lúc này chủ yếu là bạn dùng cái tay nghề. Bạn dùng cái tay nghề của mình, như là bạn biết edit video, bạn biết viết content, để chủ yếu là bạn viết cái công việc đó cho khách hàng rồi bạn nhận được cái thù lao. Nhưng bạn nào mà giỏi hơn thì bạn chuyển lên cái cấp độ 2 gọi là gì? Freelancer consultant. Nghĩa là gì? Bạn trở thành một người gì? Tư vấn. Bây giờ ví dụ như vậy nè, người ta cần bạn viết bài thì bạn viết bài. Đó là gọi là cá nhân. Nhưng mà bây giờ trước khi làm bài thì các bạn tư vấn chiến lược cho người ta, làm cái web như thế nào, hướng trọng tâm đối tượng khách hàng nào, tập trung vào những từ khóa nào, chiến lược content nó như thế nào. Các bạn thấy không? Thì cái đó lên cái tầm cao hơn, cái tầm tư vấn, cái tầm chuyên gia rồi. Thì bạn như thế nào? Bạn lấy tiền cao hơn. Cấp độ 3 là cấp độ gì? Cấp độ 3 được gọi là cấp độ agency, freelancer mà dạng agency. Tức là bạn lập ra một team và bạn đại diện một cái agency để bạn nhận được những cái dự án lớn và về cho team của chúng ta nó làm. Hình dung chưa? Thì như vậy thì bạn mới đẩy ra được cái thu nhập. Thì lúc này cái việc freelancer của bạn nó giống như là một cái business rồi. Những nghề freelancer là cái nghề gì? Và tại sao mình đặt nó là cái nghề khởi nghiệp? Đây là một trong những cách chúng ta lựa chọn. Đối với một số người thì họ đã làm và họ đã va chạm, nhưng rất là nhiều người vẫn chưa biết cái nghề freelance là gồm cái nghề gì. Và thực sự cái nghề freelance này nó chỉ gì? Nó chỉ có được ở cái thời công nghệ, đặc biệt là có internet, công nghệ thông tin phát triển, và đặc biệt gần đây nữa là các cái thiết bị đầu cuối như điện thoại smartphone, như laptop, như iPad, những cái điều tiện lợi đó nó giúp cho chúng ta khởi nghiệp bằng cái nghề freelance nó rất là dễ dàng. Và một số ngành nghề mới trong cái thời đại công nghệ thông tin này, thì cái từ freelance là cái nghề làm nghề tự do, gọi là nghề tự do, công việc tự do. Tức là bạn thực hiện cái công việc đó cho khách hàng, bạn làm cái công việc đó cho khách hàng, bạn thực hiện dự án đó cho khách hàng, mà gần như là bạn không có bị ràng buộc về thời gian. Nó khác với cái công việc mà chúng ta đi làm việc văn phòng, là 7 giờ, 8 giờ sáng chúng ta phải có mặt ở văn phòng, ngồi đúng cái địa điểm văn phòng đó rồi chúng ta làm, hết giờ chúng ta về, và hàng ngày nó như vậy. Còn cái nghề freelance thì nó có cái hay là chúng ta gì? Chúng ta không bị ràng buộc về thời gian. Các bạn có thể làm 12 giờ đêm cũng được, các bạn có thể làm thứ bảy chủ nhật cũng được. Và cái thứ hai là nó không ràng buộc về địa điểm. Và cái nghề freelance này thì nó gọi là global, gọi là toàn cầu. Nếu bạn có tiếng Anh thì gần như là bạn làm việc toàn cầu. Những nước rất phát triển cái ngành nghề này, ví dụ như là Philippines. Philippines người ta giỏi tiếng Anh. Mình đã từng đến đất nước Philippines và mình đến năm 2013 các bạn ạ. Và mình rất là ngạc nhiên, đất nước người ta rất là giỏi tiếng Anh. Từ những em học sinh nhỏ học lớp 2, lớp 3, lớp 4, họ nói tiếng Anh rất là tốt. Người lớn thì họ nói luôn, cả các người mà họ hành nghề xe ôm rồi này kia, họ nói tiếng Anh cũng rất là tốt các bạn. Hoặc đất nước Ấn Độ, Malaysia, Singapore, những đất nước đó, người ta làm nghề freelance này cho cả thế giới này, những nước đó tuyệt vời lắm. Cái công việc này á, nó không ràng buộc về thời gian, nó không ràng buộc về vị trí, miễn là bạn hoàn thành cái dự án và công việc cho người ta đúng cái deadline và đúng cái chất lượng mà người ta đã giao cho rồi, và thế là chúng ta nhận được tiền. Vậy thì cái công việc freelance nó gồm những cái công việc gì? Thứ nhất là cái công việc viết lách, hay người ta gọi là content. Làm content, ví dụ như là bây giờ người ta rất là cần thiết gì, làm content web. Người ta cần cái nội dung web, người ta cần những cái thông tin, một cái trang web nó rất là đầy đủ. Tuy nhiên cái người chủ kinh doanh đó, họ không có thời gian đó họ làm. Họ mất phục vụ khách hàng, họ mất tập trung những việc khác chất lượng cao hơn, nên họ giao cái việc viết content cho các bạn. Và tất nhiên mỗi bài viết đó theo chỉ tiêu bao nhiêu ngàn từ, theo nghệ thuật từ khóa là nó như thế nào, theo đúng cái plan như vậy, thì khi mà các bạn viết á, đạt như vậy thì bạn đạt được tiền. Hoặc là bản thân mình này, hiện tại mình cũng nhờ người ta làm content web cho mình, một bài là bao nhiêu tiền đó. Hoặc là người ta viết bài mô tả về sản phẩm, và sản phẩm người ta rất là nhiều. Ví dụ có những lĩnh vực bạn kinh doanh mẫu mã rất là nhiều, ví dụ thời trang hoặc là hàng thiết bị điện tử, thì mỗi sản phẩm chỉ cần ngồi viết ra cái nội dung mô tả sản phẩm chi tiết thì gần như là chúng ta không có thời gian. Và các bạn outsource cái việc đó cho người ta làm người bất kỳ ở đâu, người ta hoàn thành thôi. Hoặc là bây giờ các bạn thấy là các bạn có trang fanpage Facebook, và hàng ngày cần phải chăm sóc fanpage, cần có cái nội dung đưa lên trang fanpage, thì đó cũng là một việc. Hoặc là có những người họ lập ra các cái trang web,
gọi là trang web cộng đồng á, trang web chia sẻ kiến thức, và họ cần rất là nhiều nội dung, một ngày phải cả chục bài lên đó, và nội dung chuyên sâu về mỗi lĩnh vực. Ví dụ là lĩnh vực nước hoa đi, họ muốn một cái trang web chuyên về lĩnh vực nước hoa, họ nhờ người ta viết ra đó theo một cái công thức đầy đủ. Các bạn hình dung chưa? Bản thân mình cũng vậy. Hiện tại thì mình cũng đang nhờ một bạn khác gì, bạn đó ở ngoài Đà Nẵng, bạn đang làm việc cho mình, chưa bao giờ gặp mặt nhau. Bạn đang làm việc cho mình về gì? Về cái biên, tức là biên tập lại sách. Tại vì mình đã viết xong cái nội dung sách rồi, nhưng mà mình viết là mình viết nhanh, nhưng mà cần một người biên tập lại là gì? Họ kiểm tra lại lỗi chính tả, họ kiểm tra dấu phải dấu trừ, họ kiểm tra câu văn, họ ngắt đoạn cho nó gợp ý, họ chia đoạn ra. Thì cái, những cái nghề đó người ta gọi là cái nghề biên tập lại. Và bạn nào mà có kỹ năng viết content á, thì các bạn sẽ làm được cái việc này gần như là online. Hoặc là cái nghề thứ hai là cái nghề dịch thuật. Dịch thuật là sao ạ? Có những bạn bạn giỏi tiếng Hoa, có những bạn bạn giỏi tiếng Anh, thì bạn như thế nào? Bạn dịch thuật lại giấy tờ cho người ta, dịch hợp đồng nè, dịch sách nè, dịch tài liệu nè. Bản thân mình cũng nhờ khá nhiều bạn dịch sách và tài liệu cho mình, dịch video, những đoạn video á. Chúng ta cần làm gì? Cần làm cái sub á, các bạn hình dung chưa? Cần sub ở dưới edit video, thì dĩ nhiên là các bạn phải có cái chuyên môn đó. Và mình làm những cái việc đó mình như thế nào? Mình khả năng mình nâng cao tay nghề của mình và mình có thu nhập rất là cao, từ từ mình sẽ nói đó. Hoặc là những bạn làm nghề gì? Nghề thiết kế, cái nghề thiết kế đồ họa các bạn. Thì các bạn thấy là gần như trong các cái lĩnh vực kinh doanh á, trong các cái doanh nghiệp nào người ta cũng cần tới cái khâu đồ họa hết. Nhưng không đến nỗi là cần phải mướn một nhân viên vào công ty để làm đồ họa. Các bạn hình dung chưa? Có, nhưng mà cái công việc nó không thể là full từ sáng tới chiều, ngày nào cũng làm. Như bản thân mình cũng vậy nè, mình cũng nhờ bên ngoài thiết kế hoài luôn. Ví dụ như là sách, sắp tới là mình ra sách nè, thì nhờ người ta gì? Thiết kế bìa sách cho mình. Thì cái việc đó hết sách rồi xong, đâu có lâu lâu mới ra một quyển sách mà. Thì chúng ta đâu có thể mướn nhân viên được, chúng ta outsource ra cho người ta làm. Cái thứ tư là có thể là cái nghề lập trình viên, đặc biệt là những bạn mà làm nghề viết code rồi đó. Các bạn hiểu về code đó, các bạn lập code về web, viết code về những cái phần mềm quản lý dữ liệu. Ví dụ có một bạn đó khá giỏi về code phần mềm. Thì trước đây là bạn như thế nào? Bạn làm việc cho ngân hàng ở cái khâu IT, thì sau đó bắt đầu bạn nghỉ việc ra. Và hiện tại thì bạn làm cái nghề đó, và bạn làm bằng cách nào? Bạn làm trong nước, và sau đó bạn ra bạn làm ở quốc tế không các bạn? Bạn code web và bạn nhận tiền đô. Một số việc ví dụ như là chụp hình sản phẩm. Ngày nay cái công việc online nhiều á, đặc biệt là kinh doanh Facebook, kinh doanh trên web, trên thương mại điện tử, thì người ta cần những cái tấm hình đẹp. Và gần như là các bạn chụp hình sản phẩm làm sao đó cho đẹp cho người ta, để người ta làm cái công việc đó. Hoặc là cái công việc gì dựng phim, hay người mình hay gọi là edit phim á. Hiện tại bản thân mình cũng dùng cái đó nè, dùng cái dịch vụ Bathtime này. Thì như thế nào? Thì các bạn giao cho họ, các bạn quay những đoạn đô và các bạn giao cho họ, và họ edit theo đúng cái kịch bản với bạn. Ví dụ như là các bạn thấy là trên kênh Facebook của mình hay kênh TikTok của mình, các bạn thấy hàng ngày mình hay chia sẻ những đoạn video đó, những đoạn video ngắn á, 1 phút, 2 phút á. Thì đó là những đoạn mà mình đang outsource cho những bạn bên ngoài, họ làm freelance. Và gần như những bạn này mình không có gặp. Mình quay xong, mình chuyển cho các bạn qua Google Drive. Rồi các bạn edit xong, các bạn chuyển lại cho mình duyệt ok. Họ làm khoảng 30 đoạn video như vậy thì mình chuyển tiền cho họ một lần. Các bạn cho mình kiểm tra, mình chuyển tiền cho họ một lần rồi lại tiếp tục, cũng không có gặp nhau nữa. Hoặc là nghề gì nữa, reviewer, người đó bữa nay là nó có cái nghề review. Tức là bạn làm cái đoạn video, bạn chuyên đi review sản phẩm cho người ta. Đi trải nghiệm sản phẩm rồi về review. Hoặc là cái nghề gì các bạn biết, cái nghề tạo ra kênh YouTube. Đó, người ta sẽ đi xây dựng kênh YouTube, rất là nhiều người họ đi xây dựng kênh YouTube. Hoặc cái nghề gì, nghề tạo content cho TikTok. Đó, xây dựng kênh TikTok. Các bạn tạo content TikTok cho người ta đó, đi xây dựng tạo content TikTok thuê đó. Hoặc là cái nghề chăm sóc khách hàng. Ví dụ như là mình có một cái bạn kia, bạn ngồi ở nhà thôi, bạn chuyên chăm sóc khách hàng bất động sản. Cho một cái công ty bất động sản, ngồi ở nhà, ngồi bất kỳ ở đâu chuyên chăm sóc khách hàng đó. Vừa rồi mình nêu ra một số cái nghề. Vậy thì ưu điểm, mình muốn nói ưu điểm của nghề freelancer đó là như thế nào? Ok, đó là sự gì? Linh hoạt. Cái nghề freelance nó giúp cho bạn linh hoạt, nó không có bị gò bó, đúng không? Linh hoạt về thời gian,
Bạn ở ngồi ở quán cà phê, bạn vừa đi du lịch, bạn vừa đi chơi, bạn ở nhà, bạn chăm sóc con, bạn ở quê, bạn vẫn cứ làm cái nghề này được, miễn là bạn hoàn thành deadline cho người ta. Cái thứ hai á, cái ưu điểm thứ hai là cái nghề này nó giúp cho bạn chủ động được, chủ động kiểm soát công việc, nghĩa là bạn gì, bạn toàn quyền lựa chọn gì, lựa chọn cái dự án mà mình thích mình làm, dự án không thích thì thôi. Cái ưu điểm thứ ba là nó giúp cho mình hoàn thiện và cải thiện kỹ năng của mình. Bởi vì sao? Vì cái nghề freelance này á, các bạn tiếp xúc được rất là nhiều dự án. Khách hàng họ làm bên lĩnh vực xây dựng, họ muốn bạn thiết kế khác. Lĩnh vực hoa cảnh, bạn muốn bạn thiết kế khác. Lĩnh vực ăn uống, họ muốn bạn thiết kế khác. Tức là mình va chạm. Nên là nó giúp cho mình nâng cao cái chuyên môn trong tay nghề, cũng như là nó giúp mình nâng cao cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng tương tác, kỹ năng đàm phán. Các bạn hiểu chưa? Nó là nó giúp cho bạn mỗi ngày mỗi phát triển hơn cái kỹ năng của mình. Cái ưu điểm tiếp theo nữa là bạn nào mà có kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng ngoại ngữ thì bạn lại làm việc gần như là ngồi trong nước, mà bạn làm việc global, làm việc với khách hàng quốc tế, khách hàng đến bất kỳ quốc gia nào, họ đặt đơn hàng là bạn có thể bạn làm được, xong là được thanh toán tiền. Có bạn mà họ làm cái nghề này một tháng họ kiếm vài ngàn đô là chuyện bình thường đó các bạn, chục ngàn đô luôn. Còn nếu mà bạn muốn hơn nữa thì bạn phải xây team nha, bạn muốn hơn bạn phải xây team, cái điều đó là tất nhiên rồi. Nhược điểm thì nó đòi hỏi bạn phải kỷ luật và tính tự giác cao, đúng không? Khi mà bạn làm việc ở công ty á, làm thuê tại công ty á, thì bạn đòi hỏi phải có sếp, sếp bắt buộc các bạn phải làm, đẩy việc bạn làm. Còn ở đây thì đâu có ai bắt đâu, mình đã chịu hợp đồng với khách hàng là mình phải làm thôi. Thì nó như thế nào? Nếu mà bạn nào mà có tính trì hoãn nè, hoặc là cái tính lười biếng đó nè, như này thì gần như bạn làm không được. Nên là đòi hỏi cái tính kỷ luật, tự giác, chủ động sắp xếp thời gian và cái tính trách nhiệm, trách nhiệm đeo đuổi đến cùng đối với khách hàng. Và cái nghề này nó cũng đòi hỏi cạnh tranh rất là cao. Nên là chính cái yếu tố cạnh tranh cao nó đòi hỏi tay nghề bạn nó phải giỏi, nó luyện. Mình ví dụ ha, lúc đầu mình cũng làm video thì mình không biết, mình thông qua người thân. Mới cái việc cách đây cũng mới có hơn năm thôi, mình thông qua người thân và họ báo giá cho mình là 1.2 triệu một đoạn video trên kênh TikTok á. Đó, bây giờ trên kênh TikTok mình có những cái đoạn video là 1.2 triệu á. Thì lúc đó mình chưa biết ai thì mình ok, mình nhờ họ làm. Sau đó làm nhiều cái mình đàm phán lại, mình kêu 1 triệu thôi. Mà đoạn phim đó cắt sẵn rồi, đang cắt à. Họ cắt rồi, họ chế edit chữ rồi, họ lấy mình 500 ngàn một đoạn video. Nhưng mà sau đó bắt đầu mình mới rảnh, mình ngồi, mình mới khảo giá lại thì mình mới phát hiện, ủa sao mà họ làm mình gì mắc dữ người ta. Bắt đầu mình mới làm việc gì, mình mới đăng một cái status lên trên Facebook. Mình nói là mình cần tuyển những người editor video của mình làm tự do. Thì các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Úi trời ơi, họ làm cho mình đẹp hơn cái người kia luôn. Có 200 ngàn à, 180 ngàn à, 150. Tức là mình phải ngừng làm với người kia, mà mình ngừng làm người kia họ còn giận mình nữa chứ. Họ còn đi nói xấu mình chứ. Trời, không thể tưởng tượng được các bạn. Tức là mình làm cái nghề này nè, là chúng ta sẽ chọn lựa, dưới góc độ làm chủ chúng ta sẽ chọn lựa những người họ sẽ làm việc tốt. Tại cái nghề này nó rất relancer, là chúng ta sẽ cạnh tranh, chúng ta sẽ làm. Hiện tại có hai bạn làm cho mình, ok, họ nhận mình bao nhiêu, cơ 150 đoạn video. Ý ở đây mình kể cho các bạn để các bạn hiểu, nó là khi mà chúng ta va chạm ra bên ngoài, chúng ta ra thì các bạn thấy là có những nơi người ta làm rất là chuyên nghiệp, làm rất là đẹp. Còn thường thường là chúng ta cứ phụ thuộc vào một vài người á, là họ lấy chúng ta rất là mắc, nhưng mà không chuyên nghiệp, không đẹp nữa, lại còn mất lòng nữa mới ghê. Vậy thì bây giờ cái câu chuyện là kiếm công việc freelancer thì ở đâu? Thì thực sự ở Việt Nam cũng rất là nhiều, nhưng mà mình đang kể những cái trang web, nếu mà bạn nào có tiếng Anh thì nó có những cái trang web rất là uy tín, có trang upwork.com. thì nếu mà bạn muốn làm nghề freelancer, bạn cứ đăng ký CV trên đó và hàng ngày bạn lên bạn xem việc người ta báo trên đó để bạn apply. Sau khi xong một việc thì người ta lấy cho bạn 20%, tức là khoảng 500 đô đầu tiên là người ta lấy cho bạn 20%, cho tới các bạn mà trên 10.000 đô thì người ta lấy khoảng 10% thôi. Góp ví dụ là lần đầu 500 đô rồi tới 1.000 đô, 2.000 đô từng dự án như vậy. Thực sự thấy như vậy nhưng mà có lãi lắm á các bạn à. Mình ví dụ đi, các bạn viết một cái bài content ở trong nước, các bạn viết chuyên nghiệp á, các bạn viết hay á, ở trong nước á thường thường là 70, 100.000, đúng không ạ? 200.000, hiếm khi các bạn có được cái một cái bài content 300-400 ngàn lắm. 200 ngàn là thứ dữ rồi. Nhưng mà các bạn viết cho quốc tế đó, 20 đô là chuyện bình thường đó. 20 đô là hiện tại khoảng 500 ngàn, các bạn thấy không à. Đó là có những bạn nó chuyên làm freelancer cho quốc tế, nó kiếm tiền rất là nhiều. Ký trang gì?
trang người ta gọi là billboardhouse.com. Cái trang này cũng vậy, người ta cũng lấy phí là 20% của 12 triệu đầu tiên, nhưng mà mỗi tháng sau thì người ta lấy phí có 500 mà tùy. Đó. Hoặc là cái trang gì freelancer, cái trang này có, nó đã qua Việt Nam luôn đó, có freelancer.vn. Các bạn có thể lên đây tham khảo nếu các bạn có một số nghề, freelancer.vn và freelancer.com. Làm đủ việc hết, rất là nhiều kỹ năng. Hồi nãy giờ là mình kể một số nghề đại diện tiêu biểu thôi, chứ thực sự nó rộng lắm. Hoặc cái trang Fiverr.com nó cũng đang né, thì các bạn lên là các bạn sẽ thấy được, ok, sẽ thấy được những cái góc độ đó. Vậy thì đó là vừa rồi mình nói rõ hơn cái về freelancer. Thì bây giờ mình kể một cái câu chuyện của một người bạn mình. Thì bạn này là ở tỉnh, thi đậu rồi vào Sài Gòn đi học, thi vào Đại học Khoa học Tự nhiên ngành công nghệ thông tin đi học. Và khi mà bạn vào đây bạn học á, thì bạn cảm giác là bạn chán cái việc học ở trường, bạn cảm giác bạn rất là nản. Thì bạn hay tâm sự với mình, hồi đó thì mình ra trường, mình đi làm, mình mở công ty rồi thì bạn mới nản. Mình mới nói bạn là học tập nó có nhiều cách, không phải là ngồi trên nhà trường mới là học. Học là chúng ta học cả đời. Nhưng mà có những người thì như thế nào, họ va chạm ngoài đời, họ học, họ lăn lộn ngoài đời thì họ học. Hoặc là họ hỏi học học qua đọc sách, họ hỏi học qua người này người kia. Tức là ở đây là có nhiều cách học. Tức là chúng ta đừng có nói là không học mà thành công rất là tầm bậy. Nhưng chúng ta đổi cái cách học, đổi cái phương pháp học. Và phần lớn là chúng ta cứ nghĩ rằng là lên nhà trường ngồi học, thi ra có cái tấm bằng thì chúng ta mới gọi là học. Không phải. Chúng ta đổi cái cách thức học làm sao cho nó phù hợp. Mình mới nói rằng là bây giờ cái ngành công nghệ thông tin của mày thì nó rất là hay, thì mày lên mình nghiên cứu các tài liệu, tìm những ở nước ngoài xem thì như thế nào. Thì bắt đầu là nó mới tìm ra được cái mô hình gọi là gì, make money online, nghĩa là kiếm tiền online trên internet á. Thì bắt đầu bạn mới đọc, bạn mới nghiên cứu những cái cách của nước ngoài, và bắt đầu bạn mới tập, bạn làm. Đó, bây giờ bạn bắt đầu cái nghề freelancer á. Và để làm được cái việc đó thì bạn cần phải gì? Bạn phải lao vào, bạn học những cái nền tảng, học những cái kỹ năng. Lao vào gia công về phần mềm thì phải học để hiểu về phần mềm. Nếu mà lao gia công vào website thì học phần mềm, hiểu về website. Nói chung cái cách duy nhất là chúng ta phải nâng tầm cái bản thân, kỹ năng, kiến thức của mình lên ngang với những cái gì mà thực tế nó yêu cầu á, thì người ta mới cần đến mình. Còn mà chúng ta thấp quá thì chúng ta không thể làm được. Bằng cái cách nào đó các bạn phải học hỏi mỗi ngày. Và khi mà bạn nâng tầm được một thời gian, và tiếng Anh bạn cũng nâng tầm luôn. Các bạn nào đó chịu khó thì các bạn phải học tiếng Anh. Cuối cùng bạn lao vô bạn làm một cái thứ nó rất là hay, đó là bạn chuyên viết content về tiếng Anh cho các cái website nước ngoài. Và một tháng bạn thu nhập một vài ngàn đô là nó rất là tuyệt vời. Cái người bạn của mình đó, sau đó bạn nâng cấp lên thì bạn thấy cái công việc, cái cơ hội nó rất là nhiều. Mà một mình bạn làm không có xuể. Khi mà bạn làm cho các dự án nước ngoài á, mà bạn thu nhập một tháng 3-4 ngàn đô là chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên bạn muốn cao hơn nữa thì bắt buộc bạn phải xây team. Thì trong team của bạn á, là bạn như thế nào? Bạn xây 3 team. Tại vì team mà lỡ xây team rồi thì sau đó bạn xây rộng ra. Nói chung trong freelancer nó có 3 cái cấp độ. Cấp độ 1 người ta gọi là freelancer cá nhân. Cái lúc này chủ yếu là bạn dùng cái tay nghề. Bạn dùng cái tay nghề của mình, như là bạn biết edit video, bạn biết viết content, để chủ yếu là bạn viết cái công việc đó cho khách hàng rồi bạn nhận được cái thù lao. Nhưng bạn nào mà giỏi hơn thì bạn chuyển lên cái cấp độ 2 gọi là gì? Freelancer consultant, nghĩa là gì? Bạn trở thành một người gì? Tư vấn. Bây giờ ví dụ như vậy nè, người ta cần bạn viết bài thì bạn viết bài. Đó là gọi là cá nhân. Nhưng mà bây giờ trước khi làm bài thì các bạn tư vấn chiến lược cho người ta, làm cái web như thế nào, hướng trọng tâm đối tượng khách hàng nào, tập trung vào những từ khóa nào, chiến lược content nó như thế nào. Các bạn thấy không? Thì cái đó lên cái tầm cao hơn, cái tầm tư vấn, cái tầm chuyên gia rồi. Thì bạn như thế nào? Bạn lấy tiền cao hơn. Cấp độ 3 là cấp độ gì? Cấp độ 3 được gọi là cấp độ agency, freelancer mà dạng agency. Tức là bạn lập ra một team và bạn đại diện một cái agency để bạn nhận được những cái dự án lớn và về cho team của chúng ta nó làm. Hình dung chưa? Thì như vậy thì bạn mới đẩy ra được cái thu nhập. Thì lúc này cái việc freelancer của bạn nó giống như là một cái business rồi. Thì cái team đó thì người bạn của mình họ xây thành 3 team. Team thứ nhất là team về marketing. Team về marketing là chuyên gì? Chuyên đi lùng sục những cái người khách hàng của mình ở trên thế giới, xem thử là họ cần những cái nhu cầu gì. Chúng ta nghiên cứu ra được cái insight khách hàng để chúng ta tư vấn cho họ. Xong tiếp theo là cái team sale, là bắt đầu là lên giải pháp, quy trình làm những cái gì, chốt sale đơn hàng đó là bao nhiêu. Và tiếp theo nữa là team gì? Team product,
rồi đất đai develop, tức là cái team là nghiên cứu đón đầu những cái sản phẩm trên thế giới hoặc là tạo ra những sản phẩm mới cho khách hàng. Như người bạn của mình là hiện tại họ thu nhập khá cao, kể cả mùa dịch các bạn, vừa rồi mùa dịch hoàn toàn không ảnh hưởng tại vì bạn làm trên quốc tế mà. Vậy thì vừa rồi mình mới nói sơ về cái góc nhìn để cho các bạn mà thấy thì cái bài học ở đây nó là gì. Bài học thứ nhất á là không phải là chúng ta học hành bằng cấp là chúng ta thành công. Nó không phải, có người bằng cấp cũng thành công, có người có bằng cấp nhưng mà họ vẫn không thành công. Không phải ngồi trên nhà trường mới gọi là học, mà đã là học á thì mỗi người họ sẽ có cái cách học theo phong cách của họ. Cái cách học của mình là gì, là có mục tiêu, có một dự án gì đó và bắt đầu mình lao vào, mình nghiên cứu và mình học xung quanh cái dự án đó thì mình học rất là tốt. Còn mà học cái kiểu mà học để cho biết thì mình học cái đó bữa cái mình quên mất à. Nhưng mà có cho mình một cái mục tiêu gì dù nó mới toanh đi nữa thì mình vẫn làm được. Ví dụ là bây giờ quyết định mình ra mình mở cái mảng gì kinh doanh hoa lan đi. Và bắt đầu bây giờ thì bắt đầu mình action vô, mình học, mình nghiên cứu hoa lan, mình miệt mài, mình nghiên cứu trong vòng 2-3 năm từ quy trình marketing, quy trình sale, quy trình khách hàng, quy trình sản phẩm ok. Thì mình lao vào, mình học, mình không nhất thiết là mình phải ngồi lên trường lớp và mình học, mình phải tự ra blend mà đi tìm kiếm. Có những người thì các bạn phải tới trường lớp họ mới ngồi học được, phải có ông thầy dẫn dắt các bạn mới hồi mà học được. Nên cái vấn đề ở đây á là phải chịu, muốn phát triển là phải chịu khó học tập và rèn luyện theo cái cách của mình. Dĩ nhiên có cái người dẫn dắt, có người chuyên gia thì nó làm cho bạn sẽ đi nhanh hơn. Cái thứ hai là bạn dám thay đổi. Dám thay đổi. Như cái người bạn của mình á, họ ngán nhưng mà họ dám thay đổi. Cái thay đổi của họ thứ nhất á là họ dám thay đổi là họ rời trường học, trường đại học mà hồi đó ai cũng mơ hết, để họ đeo đuổi một cái nghề mới. Cái thứ hai là họ dám lao ra thị trường quốc tế. Cái người bạn của mình nó rất là tuyệt vời, không giỏi ngôn ngữ trước đó mà ngày đêm luyện ngôn ngữ để bạn đi ra lao ra thị trường quốc tế. Xuất phát điểm của chúng ta ở đây có thể là bạn không giỏi ngôn ngữ nhưng mà biết đâu 5 năm nữa, tức là mỗi một năm mình phải có mục tiêu cho mình, mình cần phải luyện một cái gì đó để mình nâng cấp cái con người của mình lên. Cái nguyên nhân mà chúng ta không tạo ra được thu nhập là cái kỹ năng của chúng ta nó yếu quá. Cái thứ ba là bạn cần phải gì? Khi mà chúng ta làm được rồi á thì chúng ta phải biết gì? Biết quy trình lại thì sau đó chúng ta mới xây dựng được team. Bạn phải biết đóng gói lại thì bạn mới xây dựng được team. Sau đó chúng ta mới nhân ra sản phẩm thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng ta mới xây dựng team của chúng ta nó lớn lên. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái buổi livestream buổi trưa hôm nay. Bye bye cả nhà mình. Chúc cả nhà mình một buổi trưa ý nghĩa nha. Vậy thì để tháng này chúng ta có được 20 khách hàng mua hàng thì chúng ta phải làm gì? Telesale cho 200 người. Mà để telesale cho 200 người á thì chúng ta cần phải có cái list 200 người đó. Mà để có list được 200 người á thì bộ phận chạy ad á, bộ phận chạy quảng cáo á, họ phải gì? Họ phải tạo ra được gì? Cái list 1.000 người. Tại trong 1.000 người đó mình gọi thì nó mới có được 200 người tương tác. Và có 200 người tương tác thì trong đó mới có 2 người mua. Vậy thì để mà chạy được 1.000 người thì chúng ta cần phải gì? Cần phải action gì? 3 chiến dịch quảng cáo. Mà muốn có 3 chiến dịch quảng cáo á thì chúng ta cần phải gì? Mỗi chiến dịch quảng cáo chúng ta cần thiết kế 3 cái banner. 3 chiến dịch quảng cáo chúng ta cần phải thiết kế 9 cái banner. Và để có được 3 cái quảng cáo thì chúng ta cần phải có gì? 3 cái mẫu content. Mà để có được 3 mẫu chạy ad chuẩn á thì chúng ta cần phải có tới 9 mẫu, bởi vì 9 mẫu chúng ta test ra xong rồi nó mới ra được 3 mẫu tốt. Các bạn có hình dung chưa? Tức là chúng ta phải ra từng cái hành động nhỏ để người ta làm việc.